giai đoạn này đang là giai đoạn đẹp nhất của kinh tế Việt Nam. Giai đoạn kinh tế ở thời điểm hiện tại đang là giai đoạn tăng trưởng. Việt Nam là đất nước đang phát triển. Năm 2023 vừa rồi, Tổng thống Mỹ sang Việt Nam để nâng cấp quan hệ thành quan hệ cao nhất, tức là giữa hai quốc gia trở thành quan hệ cao nhất. Trung Quốc ngay lập tức sang Việt Nam ngay. Các cán bộ cấp cao của Nga sang Việt Nam ngay. Một đoàn Tổng thống Hàn Quốc và những ông lớn, những cái doanh nghiệp lớn nhất của Hàn Quốc, một đoàn mấy chục người sang Việt Nam luôn. Thế sang để làm gì? Bàn chuyện làm ăn thì phải hứa là chúng tôi sẽ đầu tư vào đây bao tiền, bao nhiêu tiền. Đưa công ty này, đưa công ty về Việt Nam để giúp cho Việt Nam có nhiều việc làm hơn, đưa nhiều tiền về Việt Nam hơn. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy là Việt Nam đang trong giai đoạn gì? Phát triển. Các quốc gia lớn nhất trên thế giới thì đều dòm ngó Việt Nam. Trong kiến thức quân sự, người ta nói là chỉ cần Việt Nam nghiêng về đất nước nào thì bản đồ quân sự thế giới sẽ phải vẽ lại. Thứ bây giờ là đất nước này là số 1, đất nước kia là số 2, số 3, số 4. Nhưng chỉ cần Việt Nam gật đầu đồng ý liên minh quân sự là bản đồ quân sự sẽ thay đổi. Việt Nam là một trong những quốc gia có quân sự rất là mạnh. Thì bạn nghe lịch sử đấy, 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông. Ngày xưa đế chế quân Mông Nguyên đi đến đâu cỏ không mọc được đến đấy. Bởi vì họ là những người sinh ra trên thảo nguyên, thể lực của họ rất mạnh. Họ có những con ngựa rất khỏe, đi chinh chiến khắp mọi nơi luôn. Sang châu Âu, châu Á dẹp hết. Nhưng sang đến Việt Nam ấy 3 lần đều tử hết. Rồi chúng ta nhìn thấy không? Mỹ có đất nước nào thắng được Mỹ ngoài Việt Nam? Bạn xem. Pháp, thực dân Pháp, Nhật Bản đã từng rất kinh khủng. Trung Quốc, bạn cứ nhìn xem có đất nước nào mạnh như thế thắng được Việt Nam chưa? Thế bạn mới thấy kinh không? Việt Nam mình kinh gớm chưa? Cứ phải ngó nghiêng đi đâu làm gì? Cho Việt Nam chào vỗ tay các bạn. Việt Nam chưa từng thua đất nước nào đâu. Cho dù là bị 1.000 năm đô hộ của Trung Quốc nhưng vẫn không bị đồng hóa. Rất nhiều quốc gia bây giờ trên thế giới vẫn đang bị các đất nước khác đô hộ. Nói tiếng của người ta phải sinh ra theo giai cấp ngay lập tức, nô lệ, chứ không thể nào mà ông trở thành một tầng lớp cao được. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đang là như vậy. Sinh con cái ra các thứ đã trở thành tầng lớp nô lệ ngay lập tức. Và bạn thì sao? Thoải mái chứ đúng không? Tự do sinh sống, tự do phát triển. Bạn phải biết là quốc gia của mình đang quá là tuyệt vời. Và kinh tế thì chúng ta sẽ nhìn thấy là các nước lớn trên thế giới phải sang để nịnh Việt Nam. Ít nhất là để không nghiêng về bên nào hết, vẫn giữ nguyên sự trung lập như vậy. Bằng việc là chúng tôi sẽ hứa hẹn cái này cái kia, đầu tư tiền, đầu tư bạc. Thì chúng ta sẽ thấy là giai đoạn này đang là giai đoạn đẹp nhất của kinh tế Việt Nam.